Bệnh viện Đa khoa Quản Bạ với bệnh nhân nữ 87 tuổi theo dõi nhồi máu cơ tim. Mời Quản Bạ. Em xin chào các thầy cô và các quý đồng nghiệp ở các đầu cầu. Sau đây em xin trình bày ca bệnh lâm sàng ạ. Hội chẩn ca bệnh lâm sàng của bệnh viện Quản Bạ. Bệnh nhân nữ 87 tuổi, dân tộc Lùng, địa chỉ thị trấn Tam Sơn, Quản Bạ. Vào viện lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 1 năm 2021. Với lý do vào viện là nôn nhiều và bất tỉnh ạ. Bệnh sử theo lời người nhà bệnh nhân kể lại, trước vào viện 3 ngày bệnh nhân xuất hiện đau bụng âm ỉ, kèm theo đi ngoài phân lỏng, không rõ về tính chất phân, không rõ về số lượt và không có rõ sốt. Bệnh nhân kêu buồn nôn và có nôn khan, có uống thuốc lá nhưng mà tình trạng bệnh không cải thiện. Trước vào viện 1 giờ sau ăn sáng, bệnh nhân than phiền là đau bụng và đau ngực nhiều, kèm theo nôn nhiều lần, dịch lẫn thức ăn, không lẫn máu, người lịm dần đi, ở nhà chưa xử trí gì vào viện. Về tiền sử, bệnh nhân này khai thác tiền sử có tăng huyết áp nhiều năm nhưng không dùng thuốc, không điều trị thuốc tăng huyết áp ở nhà. Khám lúc vào viện, bệnh nhân kích thích Glasgow 10 điểm, thể trạng trung bình, BMI 19,5, còn nôn nhiều, dịch dạ dày, màu vàng trong, không lẫn thức ăn, không lẫn máu, da tái lạnh, niêm mạc nhợt, không phù, không xuất huyết dưới da, hai tay co quắp, bàn tay đỡ đẻ, hình đỡ đẻ, nghe tim thì đập rời rạc, loạn nhịp, tiếng tim mờ, mạch cảnh và mạch bẹn dương tính, nghe phổi thì thông khí đều hai bên, bụng mềm không trướng, can lách không to, phản ứng thành bụng âm tính, các điểm đau ngoại khoa âm tính, không rõ liệt khu trú, đồng tử hai bên kích thước 3 mm, phản xạ ánh sáng dương tính, mạch dao động từ 35 đến 40 lần trên phút, SpO2 dao động từ 60 đến 63%, huyết áp không đo được bằng máy đo tay được 40-20 mm thủy ngân. Kết quả cận lâm sàng khi vào viện em đã đẩy lên slide. Đây là điện tim lúc vào. Đây là điện tim lần thứ hai và một cái điện tim nữa là sau khi xử trí lần thứ ba. Chẩn đoán ban đầu là theo dõi nhồi máu cơ tim cấp trên sốc tim, chưa loại trừ sốc nhiễm khuẩn đường vào ổ bụng. Điều trị ban đầu thì chúng em đã đặt ống nội khí quản thở máy cho bệnh nhân, đặt xông dạ dày hút dịch dạ dày, đặt xông bằng quang theo dõi nước tiểu, truyền dịch muối đẳng trương 1.500 ml, hai ống canxi tiêm tĩnh mạch chậm, vận mạch noradrenaline liều 0,2 microgram trên kg trên phút, rử lidocaine 40 mg nhân hai ống pha 20 ml tiêm tĩnh mạch chậm trong vòng 5 phút ạ. Aspirin 100 mg nhân 3 gói bơm qua xông dạ dày. Kháng sinh thì dùng cefalosporin thế hệ thứ 3 và tilidazone 0,4 g. Duy trì an toàn ạ. Tình trạng bệnh nhân sau 6 giờ điều trị tại khoa thì bệnh nhân an thần, thở theo máy, da niêm mạc hồng nhạt, không phù, không xuất huyết dưới da, không sốt, tim nhịp đều T1 T2M, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm không trướng, gan lách không to, đồng tử hai bên kích thước 3 mm, phản xạ ánh sáng dương tính, không rõ liệt, huyết áp là 115/70 mm thủy ngân, duy trì noradrenaline liều 0,02 microgram, mạch là 65 lần trên phút, SpO2 là 99%, nước tiểu qua xông màu vàng trong, khoảng 400 ml trên 6 giờ. Bệnh nhân này sau khi xử trí ổn định thì đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang lúc 15 giờ ngày 28 tháng 1 ạ. Em xin ý kiến hội chẩn của các thầy cô là chẩn đoán và điều trị ban đầu đã phù hợp chưa, các chú ý cần quan tâm trên bệnh nhân này, hướng điều trị tiếp theo và kinh nghiệm điều trị các rối loạn nhịp tim thường gặp ạ. Em xin hết ạ. Vâng, còn bạn có nắm được tình trạng bệnh nhân đến thời điểm hiện tại thế nào? Em thưa thầy là bệnh nhân về dưới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang thì đã được chẩn đoán ban đầu là sốc tim trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim, có tái thông, nhồi máu lão và có u màng lão thất bên phải ạ. Hiện tại thì bệnh nhân này đã rút ống cai thở máy và đã không phải duy trì vận mạch nữa rồi ạ. Huyết áp bây giờ vào là 130/70 ạ. Thế vậy là Hà Giang chúng ta điều trị bệnh nhân khá tốt. Bạn xin mời ý kiến từ Bệnh viện tỉnh Hà Giang ạ. Vâng, em kính chào các thầy các cô ạ. Báo cáo với các thầy các cô là sau khi bệnh nhân này về thì chúng em cho nằm ở khoa hồi sức cấp cứu 3 ngày và chúng em đã sàng lọc. Sau khi bệnh nhân ổn định thì chúng em chụp. Và đến ngày hôm nay thì cũng xin phép chỗ thầy Thành là chúng em sẽ xin được kết nối về phòng chụp DSA của chúng em. Để với các bác sĩ ở dưới đó thì đang kết nối và chúng em sẽ chụp trực tuyến từ phòng chụp ạ.
Em xin mời các thầy các cô xem ạ. Đây là đang chụp trực tuyến đây đúng không ạ? Vâng, ở chúng em cái này chúng em cho quay lại đấy ạ. Chứ À chúng em đã vâng. làm rồi đấy ạ. Vâng. Thầy Em chào thầy ạ. Em xin kính chào thầy cùng các quý vị đồng nghiệp của Đức Điểm Cầu ạ. Em là bác sĩ Tuấn Anh ở khoa tim mạch bệnh viện Đa khoa tỉnh ạ. Báo cáo với thầy là trường hợp này thì bệnh nhân vào viện trong tình trạng bệnh nhân sốc huyết áp do duy trì vận mạch. Đến thời điểm hiện tại thì bệnh nhân đã cai được thở máy, huyết động và ổn định, đã cắt được vận mạch. Bệnh nhân có thể tự đi lại được, còn phản xạ ho khò bệnh nhân tốt, không có tình trạng đau ngực. Thì em bệnh nhân này đã được chụp động mạch vành từ ngày hôm qua. Thì kết quả em đang có trên cổng đấy ạ, thì mời các thầy xem qua kết quả. Vâng, xin mời thầy Dũng cho ý kiến luôn. Kính thưa thầy Thành, kính thưa các thầy. Xin chúc mừng bệnh nhân và bệnh viện tỉnh Hà Giang đã cấp cứu thành công cái trường hợp bệnh nhân như này. Em cũng đã xem mà tôi đã xem bệnh án bệnh nhân này thì cái bệnh cảnh đầu tiên là người ta vào với cái tình trạng rối loạn đường tiêu hóa, sau đó vào viện vẫn còn tình trạng nôn nhiều rồi ý thức lơ mơ, huyết áp tụt, có biểu hiện thiếu máu ở các cái cơ quan, thì đây một tình trạng sốc rất là rõ ràng. Và sau đó trên điện tim thì có cái biểu hiện là cái rối loạn nhịp và có ngoại âm thu khá là nhiều. Thì về cơ bản là thống nhất với lại bên chẩn đoán ban đầu là một tình trạng sốc và trên cái nền bệnh nhân là rối loạn tiêu hóa, có thể là kèm theo rối loạn điện giải, và trong cái bệnh cảnh của các bạn kể nó có thể liên quan đến cái chuyện mà giảm canxi máu. Thế do đó mà trong cái xử trí ban đầu các bạn cũng đã tiêm cái canxi tĩnh mạch chậm, và sau khi xử trí xong có cả kèm cả theo lidocaine ấy, thì cái nhịp rối loạn nhịp nó dần dần nó ổn định và trở về nhịp xoang. Thì với những trường hợp như này thì chẩn đoán nhồi máu cơ tim đặt ra có thể, nhưng tuy nhiên là nó có thể là một cái nhồi máu cơ tim thứ phát. Theo cái định nghĩa mới nhất về nhồi máu cơ tim ấy, thì nhồi máu cơ tim có thể là liên quan đến cái tình trạng tụt áp, nó mất cung cầu về mặt oxy cơ tim do cái tình trạng tụt áp này xảy ra. Thế cái hình ảnh chụp vừa rồi thầy có phân tích gì về cái hình ảnh chụp của quay Hà Giang? Vâng, thế thì mà rất là may ở trên bệnh viện tỉnh thì bác sĩ Tuấn Anh sau khi học ở đây cũng đã chụp được mạch vành rất là tốt. Thì xin Tuấn Anh cho lên xem. Đây là cái hình ảnh chụp mạch vành ở trái ở cái tư thế trách đầu nghiêng phải. Chúng ta có thể thấy là thân trung động mạch vành bình thường. Ở đoạn xa ở thân trung và đoạn đầu của động mạch liên thất trước có vẻ nó có cái tình trạng hẹp, nó hẹp ở mức độ khoảng tầm 60-70%. Tuy nhiên là do cái sông nó chưa được select nhiều lắm nên cái hình ảnh nó vẫn chưa được nét. Đấy. Hình tiếp đi Tuấn. Đấy, ở cái hình ảnh này có thể thấy cái đoạn 1 của động mạch liên thất trước nó có thể nó nhìn có thể thấy nó hẹp. Tuấn Anh chỉ cái mũi tên vào đây. Đoạn 1 của lần động mạch liên thất trước bị hẹp. Không rõ ở đây không có cái bút chỉ. Tiếp. Hoàng đây xem lại. Đây, cái hình ảnh này rõ hơn cả. Nhưng tuy nhiên là không có cái hiện tượng tắc hoàn toàn dòng chảy, gây gián đoạn dòng chảy của cái động mạch liên thất trước hoặc động mạch mũ. Và động mạch vành phải, Tuấn Anh xem cái động mạch vành phải xem nào. Ngoài bên phải thì hẹp hẹp nhẹ thôi, hẹp nhẹ, dòng chảy tốt. Như vậy quay lại các cái câu hỏi của các bạn đề ra. Thứ nhất là chẩn đoán và điều trị ban đầu đã phù hợp chưa? Thế với các bạn đã chẩn đoán một cái tình trạng sốc và các bạn cũng đã nghĩ đến cái sốc này là sốc sốc nhiễm trùng và điều trị cả căn nguyên mà dùng bao gồm có truyền dịch, bao gồm có truyền dịch này, dùng vận mạch này, dùng kháng sinh này. Đấy, và cho an thần thở máy, dùng các cái bồi phụ điện giải và điều trị rối loạn nhịp. Như vậy là cái chẩn đoán ban đầu như thế này là đã đạt yêu cầu ở những bệnh viện của chúng ta. Cái thứ hai nữa là các bạn theo dõi nhồi máu cơ tim. Thế thì cái nhồi máu cơ tim này đặt ra là có thể có, nhưng mà tuy nhiên đây là nhồi máu cơ tim thứ phát. Thì khi mà mình đặt ra như thế cũng là một cái cảnh báo tốt cho cái đồng nghiệp ở tuyến sau để người ta loại trừ, khi mà bệnh nhân lên đến nơi thì người ta sẽ tiếp tục người ta làm các thăm dò tiếp theo.
hướng điều trị tiếp theo với bệnh nhân này. Như bác sĩ Tuấn Anh và các bác sĩ ở trên đầu cầu vừa thông báo là bệnh nhân đã được rút ống, đã ổn định về tình trạng huyết động và hiện tại đã đi lại được. Các bạn đã làm các cái thăm dò về tiếp theo như chụp mạch vành, mà cái mức độ hẹp ở mức độ không nhiều mà không có tắc hoàn toàn, như thế mình có thể mình ưu tiên điều trị nội khoa, và dựa vào cái triệu chứng của bệnh nhân có hay không tình trạng đau ngực mình sẽ quyết định xem là mình sẽ phải can thiệp hay là mình điều trị nội khoa tiếp theo. Còn cái tổn thương trên não thì chắc là cũng phải xem ý kiến của bên chuyên khoa ngoại thần kinh hoặc các bên thần kinh như thế nào. Còn kinh nghiệm điều trị các rối loạn nhịp tim thường gặp thì với những bệnh nhân cụ thể như này, trong cái trường hợp mà mình thấy được là có cái căn nguyên cụ thể rõ ràng, như là trường hợp này mình thấy được là cái rối loạn nhịp liên quan đến cái việc nôn nhiều và bệnh nhân có thể rối loạn điện dài, thì trong trường hợp mình nghi ngờ hạn canxi huyết thì mình nên làm cái xét nghiệm, mình xem cái tình trạng hạ canxi huyết ở mức độ nào. Thông thường cái hạ canxi huyết thì nó liên quan đến cái chuyện là kéo dài cái khoảng QT, nhưng tuy nhiên bệnh nhân này có chủ yếu là cái ngoại thâm thu thất mà nó rất là dày và có những lúc mà nó đi thành chùm, thì đây là cái rối loạn nhịp nguy hiểm mà các bạn đã dùng là lidocaine thành công, như thế là cũng là rất là hoan nghênh. À, xin hết ạ. Dạ, cảm ơn thầy Dũng. Bạn xin chúc mừng bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang. Chúng ta mới triển khai cái máy DSA nhưng mà cũng đã làm được rất nhiều kỹ thuật cho cả phần chụp mạch não, chụp mạch tim, và xin được quay lại đầu cầu của quản vạ, cũng là một cái tuyến mà cũng rất là khó khăn của tỉnh Hà Giang, nhưng mà các bạn đã cấp cứu được một cái bệnh nhân cao tuổi gần 90 tuổi mà di chuyển được đến bệnh viện tỉnh Hà Giang như vậy, thì tôi nghĩ cũng là một cái rất là cố gắng và rất là thành công của các bạn. Tuy nhiên cũng cần xin ý kiến của thầy Hoàng Bùi Hải, Phó Giáo sư Hoàng Bùi Hải về cái hướng xử trí như vậy. Mời thầy Hải. Kính thưa thầy Thành, chủ tọa, kính thưa quý vị đồng nghiệp có đầu cầu, thì cũng như các thầy đã nói là chúc mừng bệnh nhân với lại chúc mừng các bệnh viện Quản Bạ và bệnh viện tỉnh Hà Giang. Thì một ca khó như vậy mà chúng ta cũng đã cứu được bệnh nhân như này là rất là mừng rồi. Thì về những câu hỏi mà các đồng nghiệp đặt ra thì chúng ta cũng thấy là mới vào thì một bệnh nhân nằm ở nhà nhiều tuổi mà đau bụng, đi ngoài phân lỏng, không có sốt, vào viện trong tình trạng đã sốc, thì chúng ta những tiếp cận như thế là hoàn toàn hợp lý. Những cái lần lượt những cái câu hỏi chẩn đoán ban đầu đã phù hợp chưa thì tôi xin cũng trả lời từng câu hỏi, cũng như là thầy Dũng cũng đã nói thì chúng tôi cũng xin bổ sung cái phần nào mà chưa nói. Về chẩn đoán ban đầu ấy, thì nếu một trường hợp nhiều tuổi như này, đau bụng, buồn nôn, vào tình trạng sốc, thì tôi cũng rất muốn là có cái đo huyết áp hai tay. Nếu trong trường hợp chúng ta chẳng có gì cả thì buộc chúng ta phải làm rất bài bản, như là chúng ta đo huyết áp hai tay. Nếu đo một bên 80-40, 60-40, một bên kia lại 180, thì trong trường hợp đấy là chúng ta phải nghĩ đến cái việc có thể bóc tách được mạch chủ. Vì cái bệnh nhân này là cái đau, cái những triệu chứng có thể chưa loại trừ đó là bóc tách được mạch chủ, đó là trường hợp đầu tiên. Cái hợp thứ hai là nhồi máu cơ tim, thì nhồi máu cơ tim mà đặc biệt là vùng sau dưới thất phải, hoàn toàn bệnh nhân cũng có biểu hiện đau bụng, cũng có đi ngoài phân lỏng, cũng có nôn, và đặc biệt là cái người già và chúng ta rất là dễ nhầm. Và đây là cái mà để trả lời cho câu hỏi thứ hai là các cái vấn đề cần quan tâm đấy. Và thứ ba là có thể đó là cái tác động mạch phổi, nó cũng có cái biểu hiện của một cái tụt huyết áp như vậy, rồi sốc nhiễm khuẩn. Thì trong trường hợp này thì mỗi thứ một tí. Thế ví dụ là bây giờ sau cái chụp mạch vành xong thì thầy Dũng đã nói chúng ta đối chiếu lại, thì đây có thể là nhồi máu cơ tim type 2, tức là một vì lý do gì đó bị tụt huyết áp thì dẫn đến nó thay đổi điện tim, dẫn đến rối loạn nhịp tim. Nhưng trong trường hợp này thì chúng ta thấy các bằng chứng của các vấn đề này đều nó khá là lung lay, chỉ thấy một trường hợp có sốc nhiễm khuẩn thôi, thì thấy tụt huyết áp thôi, thì tôi lại chưa loại trừ đây là một trường hợp sốc phản vệ, một sốc phản vệ gì đó, bệnh nhân đau bụng đi ngoài và tụt huyết áp, vào nơi thì các anh em đã cho adrenaline, và tất cả các biểu hiện như thế thì nó lại phù hợp hơn khi mà huyết áp tốt lên, và tốt lên và sau những ngày sau tốt một cách rõ ràng. Thì còn sốc nhiễm khuẩn tôi không tin là một cụ 80 mấy tuổi mà chúng ta điều trị như này là có thể ngoạn mục như này được. Nhồi máu cơ tim thì rõ ràng không thấy, và bóc tách động mạch chủ thì chúng ta lại thấy rằng cũng không thể dễ dàng qua được, đứng dậy đi lại được như này. Và tất cả cái điều đấy thì tôi cho thấy là cái cách điều trị này thì chúng ta phải xem lại chẩn đoán, và có thể đây là một cái
cái sốc phản vệ. Mà sốc phản vệ có thể là ban đầu chúng ta cho truyền dịch, cho chúng ta cho một số cái thuốc thì nó có thể qua được với cái điều kiện như vậy. Tất nhiên cũng có những trường hợp mà sốc nhiễm khuẩn mới mức độ là nó mới gọi là cũng không quá mức dữ dội, có hơi tụt áp, rồi sau chúng ta cho truyền dịch cho chút vận mạch và đáp ứng kháng sinh với những loại kháng sinh rất là nhạy thì nó cũng có thể phù hợp. Vì vậy chúng ta quay lại với cái điều trị của chúng ta trong cái khả năng có thể ở một bệnh viện tuyến huyện như chúng ta làm như này thì nếu mà được thì chúng tôi cũng nghĩ rằng giống thầy Hiếu cũng nói là chúng ta nên làm điện tim nhiều lần. Thứ hai nữa, có thể trong cái xét nghiệm thì chúng ta chưa làm được CK, CKMB đúng không ạ? Ở bệnh viện huyện có làm CK, CKMB đúng không ạ? Em thưa thầy là CK, CKMB bệnh nhân này thì CK là 220, còn CKMB là 12 ạ. Như vậy là 12 mà chia cho 220 thì cũng chưa được trên 10%. Như vậy chúng ta thấy về cái tổn thương tim trong trường hợp này cũng không nghĩ đến. Nhưng mà nếu có cái CKMB chia CK dưới 10% thì cái khả năng là nhồi máu tim nó sẽ ít hơn. Rồi chúng ta có thể chụp cái X quang phổi được không? Vì đã đặt ống rồi thì có thể chụp X quang phổi tại chỗ được chứ đúng không? Thì trong trường hợp đấy chúng ta nhìn thấy sơ bộ là nếu có tổn thương phổi dạng viêm phổi có thể dẫn đến sốc nhiễm khuẩn. Hoặc là chúng ta thấy một trung thất rất là rộng, chúng ta nghĩ rằng là bệnh nhân có thể bóc tách động mạch chủ. Thì trong cái cách tôi nói ở đây đó là rất là ứng dụng đối với cấp cứu ban đầu, đặc biệt ở tuyến cơ sở như chúng ta. Thì và vấn đề điều trị ban đầu thì chúng ta cho truyền dịch với 1.500 ml dịch. Như thế thì trong một số trường hợp như là nhồi máu cơ tim mà bên trái chẳng hạn thì nó sẽ có một bệnh nhân già có thể nguy cơ phù phổi. Và nếu mà trong trường hợp này phù hợp là nếu nhồi máu cơ tim bên thất phải thì với lượng dịch như thế là phù hợp. Một trường hợp ngay cả sốc nhiễm khuẩn mà đến ngày thứ mấy rồi mà chúng ta truyền 1.500 ml dịch và truyền nhanh trong một vài tiếng cũng có thể nguy hiểm đối với một người có tuổi như thế này. Và cái điều trị khác nữa là trong cái tài liệu chúng ta gửi thì không thấy nói aspirin. Ở đây chúng ta thêm aspirin. Chúng ta cho canxi ở đây là một cái điểm mà tôi thấy là cũng bấp bênh lắm. Bấp bênh cũng không hiểu sao cho canxi. Nếu là chúng ta cho lập luận đây là một cái anh bệnh nhân bị tăng kali máu vì lý do gì đó. Chúng ta sẽ thấy trên điện tim có QRS giãn ra tất cả các nơi. Chứ không phải là trong trường hợp này. Chúng ta nghĩ rằng bệnh nhân bị suy thận cấp tăng canxi máu, tăng kali máu. Thì trong trường hợp đấy chúng ta có thể cho thử canxi. Nhưng mà trong trường hợp này là lại đi ngoài phân lỏng rồi lại có rối loạn nhịp tim. Thì biết đâu đây là một trường hợp hạ kali chẳng hạn. Chúng ta biết là cái tác dụng trên tim của trên điện thế màng tế bào đó là kali nó canxi và kali tác dụng ngược nhau. Và tăng canxi, tăng kali thì canxi lại giống như một antidote tạm thời. Như vậy là trong trường hợp này chúng ta không nên cho canxi. Không nên cho canxi. Ban đầu chúng ta thấy một cái tay co quắp nhưng mà đó có phải không? Cũng không phải là cái trường hợp nào co quắp cũng là hạ canxi. Chúng ta biết là nó có thể là một vấn đề khác. Như vậy là mấy cái điều trị mà ban đầu thì lưu ý là như vậy. Thì tôi cũng hoàn toàn là nhất trí với cái điều trị ban đầu của chúng ta. Đó là một cái rất tốt khi mà chúng ta đã đặt được ống cho bệnh nhân, đặt được đường truyền tốt cho bệnh nhân và ổn định được bệnh nhân về chức năng sống cho bệnh nhân cho đến lúc bệnh nhân chuyển được lên tuyến trên. Và tôi cũng một lần cuối cùng cũng nói là cái chẩn đoán của chúng ta rất có thể đây là một trường hợp sốc phản vệ, và trường hợp thứ hai là một cái nhiễm khuẩn nặng và chúng ta đã điều trị ban đầu tốt và đã qua được cái giai đoạn đó cho bệnh nhân với thoát một cách rất ngoạn mục. Và một điều khẳng định rất là tốt khi mà viện đa khoa tỉnh Hà Giang mới đây đã được chuyển giao kỹ thuật chụp mạch vành, đã chụp rất đẹp như vậy, làm cho chúng tôi cũng có một ca lâm sàng rất là thú vị và chứng minh lại, hồi cứu lại chúng ta nói như vậy. Xin cảm ơn các bạn. Vâng. Cảm ơn thầy Hải. Và xin mời ý kiến từ bệnh viện Quản Bạ và bệnh viện tỉnh Hà Giang. Không sao, nó có thể tự. Dạ, em thưa các thầy là bệnh nhân này là 67 tuổi chứ không phải 87 tuổi ạ. Sao đấy nhầm đúng không? Đấy ạ. Dạ. Nhầm 2 thập kỷ đấy. Và còn bạn còn ý kiến gì không ạ? Dạ, em không, em cảm ơn các thầy ạ. Và các thầy ở Hà Giang có ý kiến gì không ạ? Đúng, em xin cảm ơn các thầy các cô, cho anh Hải và anh Dũng.
Thế chúng em sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ hồi cứu này theo cái hướng của chỗ anh Hải. Em tiếp tục và sẽ có nhiều cái thông tin và sau đó thì sẽ được trao đổi trực tiếp với chỗ anh Hải khi có điều kiện ạ. Xin cả một lần nữa là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang xin chân thành cảm ơn các thầy các cô đã trong cái buổi trực tuyến hôm nay, và Bệnh viện Hà Giang cũng học được rất nhiều những cái điều mà các thầy các cô ở dưới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tư vấn ạ. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn Hà Giang. Và còn cái tổn thương ở trên não thì các thầy cũng sẽ đưa ra để chúng ta tiếp tục hội chẩn. Có thể hội chẩn luôn qua cái hệ thống phòng khám từ xa của chúng ta. Dạ. Vâng. Anh xin hỏi là bây giờ bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo đi lại được rồi đúng không ạ? Thì bắt đầu là chúng ta chụp mạch não vì bệnh nhân bị rối loạn ý thức đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế cái tổn thương trên đấy là cái gì anh? Đồng ơn. Tổn thương chụp của CT là tổn thương sọ não của nó là thứ nhất là khối tỷ trọng tổ chức kích thước là 14 x 16 x 11 mm, vị trí trong não thất bên phải sát 18 rối màng mạch. Sau tiêm thuốc sau ngấm thuốc ít, ổ giảm tỷ trọng ở vị trí bao trong hai bên, ổ lớn nhất là kích thước là 7 x 6 mm. Cấu trúc đường giữa thì bình thường không di lệch, các rãnh quần não thì bình thường không giãn, không thấy tổn thương sọ não. Và kết luận chẩn đoán là tổn thương sọ não như mô tả hướng tới u okay. màng não. Rồi ạ, vâng. Cảm ơn anh Dũng ạ. Thì chắc là cái tổn thương não cũng có thể là do cái hậu quả của tụt huyết áp. Tụt huyết áp có thể hai bên như thế, chứ còn không có... Tức là cũng là do mất cung cầu giống trường hợp mà nhồi máu cơ tim tiếp 2. Thì đây là khi tụt huyết áp nó kéo dài một chút có thể... dẫn đến những việc như vậy, mà còn cái tổn thương trong màng não thì chắc là các anh sẽ hội chẩn sau ạ. Vâng. Vâng, thầy Lưu còn ý kiến dạ, vâng ạ. Không ạ, em thầy Hải nói rồi đây là cái nhồi máu vùng giáp biên liên quan đến cái tụt huyết áp. Vâng, xin cảm ơn tất cả các thầy cô. Và nếu các thầy cô không có câu hỏi gì khác thì xin được kết thúc buổi trực tuyến ngày hôm nay ở đây. Xin chào tạm biệt.